Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn phải chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án dưới đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nuối tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Việc phải thực hiện thi hành án đối với tử tù đã là điều ám ảnh, thế nhưng việc xử bắn hay tiêm thuốc độc tử hình đối với những tử tù nữ thì quả thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng quy định của pháp luật là vậy, có tội thì ắt phải đền tội. Chứng kiến cảnh nhiều cô gái trẻ với khuôn mặt thanh tú xinh xắn lãnh án tử hình đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với Lê Thị Thu Thảo 30 tuổi, Phạm Thị Hiền 49 tuổi quê An Giang và Trần Ngọc Thịnh 25 tuổi là người tình của Thảo nhận án chung thân về cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, Thịnh còn lĩnh thêm 3 năm tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan đến đường dây này còn có 10 bị cáo khác lần lượt nhận từ 4 tới 20 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Thảo sinh ra ở Bến Tre trong gia đình có 7 người con. Năm 16 tuổi, thiếu nữ xinh đẹp lên Sài Gòn rồi lấy chồng là một dân chơi nghiện ma túy nặng. Trong những lần đi mua heroin cho chồng, cô nhận ra đây là mặt hàng siêu lợi nhuận, có thể làm giàu nhanh chóng. Không cam chịu với người chồng nghiện ngập, Thảo ly hôn để bước vào cuộc sống mới. Có lợi thế về nhan sắc, cô thường lui tới vũ trường và qua lại với giới ăn chơi. Do có sẵn các đầu mối mua bán ma túy từ trước, Thảo lao vào con đường làm ăn bất chính và nhanh chóng trở thành bà trùm của một đường dây lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2010, trong một lần sang Campuchia đánh bạc, Thảo quen với Hiền và đề nghị cùng hợp tác đánh hàng về Sài Gòn bán kiếm lời. Sống bằng nghề đổi tiền trong các sòng bài ở đất nước Chùa Tháp, Hiền biết nhiều nguồn, kiếm các loại ma túy tuồn về cho Thảo có khi là heroin, hàng đá hay hàng nghìn viên thuốc lắc. Ma túy là thứ chất trắng chết người, nhưng vì lợi nhuận, vì tin người mù quáng mà nhiều cô gái đã phải khép lại cuộc đời mình bằng bản án tử hình về hành vi tàng trữ buôn bán ma túy. Ngày 7 tháng 9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm các đối tượng trong đường dây ma túy do Hoa hậu ma túy Trần Kim Yến, sinh năm 1987, ngụ quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu. Theo đó, bị cáo Trần Kim Yến bị truy tố về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy và đưa hối lộ. Các bị cáo Nguyễn Phụng Huy, sinh năm 1992, ngụ quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Minh Trung, sinh năm 1981, ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; Tô Văn Tuấn Thành, sinh năm 1983, ngụ quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo Lê Thành Nguyên, sinh năm 1977, về tội môi giới hối lộ; Lê Quý Long, sinh năm 1959, cùng ngụ quận 3, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Yến xuất hiện với vẻ mặt vô hồn, tỏ ra ngờ nghệch, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hội đồng xét xử. Trước phiên tòa, bị cáo Trần Kim Yến có đơn xin giám định tâm thần. Trong đơn yêu cầu, bị cáo này cho rằng do gia đình bên nội có truyền thống bệnh này. Theo hội đồng xét xử, yêu cầu trên là không có căn cứ để chấp nhận. Theo các bác sĩ tại trại giam Chí Hòa, thì sức khỏe bị cáo Yến ổn định, đủ điều kiện tham dự phiên tòa. Trong quá trình tạm giam, bị cáo Yến không bị bất cứ căn bệnh nào. Trước những biểu hiện bất thường của bà trùm, hội đồng xét xử đã hội ý tại chỗ và nhận định, trong quá trình điều tra, lời khai của bị cáo Yến đã đầy đủ, sức khỏe của bị cáo không có dấu hiệu bất thường. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo bất hợp tác, đây là hành vi cố tình che giấu hành vi phạm tội. Việc bị cáo khai báo hay không là quyền của bị cáo, được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Hội đồng xét xử không chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo để kết tội mà phải dựa vào các chứng cứ hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo khác. Trước khi bị bắt, bị cáo Yến từng có vào bọc hoàn hảo khi là hot girl sang chảnh, chủ một shop thời trang và thường xuyên làm từ thiện. Tự tin về ngoại hình nổi trội, Yến từng quyết tâm đi theo con đường để trở thành người mẫu, tham gia vào giới showbiz để đổi đời. Nhưng vừa vào giới showbiz một thời gian, Yến không vượt qua nổi sự cám dỗ. Người đẹp thử qua ma túy đá và trở thành con nghiện lúc nào không hay. Hết tiền mua ma túy, hot girl bắt đầu chuyển sang buôn bán ma túy và trở thành bà trùm cầm đầu đường dây ma túy. Theo cáo trạng, Yến nghiện ma túy từ năm 2014. Thông qua bạn bè giới thiệu, Yến biết một người phụ nữ tên là Thúy ở Hải Phòng có nguồn hàng lớn và một người đàn ông tên là Hải Lượm ở Nha Trang có sẵn đầu ra. Năm 2016, Yến lao vào kinh doanh hàng trắng.
trong thời gian ngắn, Yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ lẻ các loại ma túy. Yến thiết lập đường dây buôn bán ma túy từ Nam ra Bắc. Yến mua ma túy đá từ Thúy với giá là 38 triệu đồng trên 100 gram. Sau đó, Yến thuê Thành đem hàng vào Nha Trang bán 45 triệu đồng trên mỗi 100 gram cho lượm. Phi vụ đầu tiên chót lọt, Yến tiếp tục đặt mua 4.000 viên thuốc lắc với giá là 130.000 đồng một viên và 450 gram ma túy đá theo giá cũ. Thúy đóng gói số ma túy trên vào một thùng hàng và thuê người giao cho Yến. Huy, Thành, Trung giúp Thúy đi giao nhận hàng. Đường dây do hot girl này điều khiển hoạt động tinh vi táo bạo cho đến khi bị công an vạch trần vào tháng 1 năm 2017. Tang vật thu giữ được từ vụ án là 26.000 viên thuốc lắc và hơn 8 kg ma túy tổng hợp. Trước đó, Trần Kim Yến chung sống với Trần Nguyên Vũ, sinh năm 1982, ngụ quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2016, Vũ bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong lúc Yến lo lắng vì chồng hờ gặp họa, thì Lê Thành Nguyên là bà con bạn dì với Yến đến thăm. Yến tâm sự và nhờ Nguyên tìm người lo lót giúp Vũ tại ngoại. Dù không có khả năng, nhưng Nguyên vẫn đồng ý. Khoảng một tuần sau, Nguyên báo tin đã bắt mối với hàng xóm tên là Lê Quý Long. Long hét giá 1 tỷ đồng nếu muốn Vũ tại ngoại. Tuy nhiên, khi Yến chấp nhận thì Long đổi ý, chỉ lấy 500 triệu đồng để lo án treo hoặc là án khoảng 2 năm tù giam. Yến bỏ ra 550 triệu đồng nhờ Nguyên chuyển cho Long với điều kiện Long phải viết giấy tay xác nhận. Long trả Nguyên 50 triệu đồng tiền cò. Nhận tiền, Long tiêu xài hết và không có động thái chạy án, giúp Vũ thoát cảnh tù tội. Long và Nguyên xa lưới khi Yến bị bắt và khai ra phi vụ chạy án bất thành nói trên. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình điều tra, bị cáo Yến không có dấu hiệu bất thường. Trước phiên tòa, mẹ bị cáo Yến có cung cấp cho hội đồng xét xử một số giấy tờ như gia đình bị cáo có di truyền bị tâm thần, bị cáo từng điều trị về bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, những giấy tờ này chưa được giám định. Tại phiên tòa vào ngày 14 tháng 8 năm 2018, bị cáo Yến trả lời danh mạch các câu hỏi. Cũng tại phiên tòa này, người nhà bị cáo và luật sư có đơn xin hoãn phiên tòa và có đơn yêu cầu giám định tâm thần. Tuy nhiên, yêu cầu này hội đồng xét xử đã không chấp nhận. Sau phiên tòa này, bị cáo Yến giả vờ ngờ nghệch hành vi này nhằm che giấu hành vi phạm tội. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo đã có đủ căn cứ xác định bị cáo Yến cùng đồng phạm phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án tử hình vang lên cũng là lúc các nữ tử tù nhận thức được những sai lầm của mình nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này, họ cũng biết được rằng giây phút được hít thở, được sống trên cuộc đời là điều vô cùng ngắn ngủi. Trong ký ức của nhiều cán bộ thi hành án, có lẽ ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh những tử tù nữ khi bị trói vào những chiếc cọc tre. Thân hình mảnh mai, nước da trắng ngần, thế nhưng lại phải nhận án tử hình do hành vi phạm tội mà mình đã gây ra. Quả thật là đáng tiếc xót xa. Giá như họ có nhận thức, giá như họ không phạm tội thì có lẽ bi kịch đã không ập đến. 6 giờ sáng, kiểm tra các phòng giam, phạm nhân được tự do hoạt động. 7 giờ bắt đầu ăn sáng với chỉ có bánh màn thầu và cháo. 7 giờ 30 phút, phạm nhân được đưa đến nơi làm thủ công mỹ nghệ. 9 giờ 30, được đi tập thể dục. Đối với Ngả Hoàng mà nói, những ngày đợi thi hành án thì đều như vậy. Từ ngày 9 tháng 7, khi bị thẩm vấn đến nay, biết ngày thi hành án của mình không xa, cô đã nỗ lực tự mình điều chỉnh tâm lý, mỗi ngày đều coi là ngày cuối cùng. Mỗi ngày tắm hai lần, thu dọn đồ đạc, viết thư lại cho gia đình dài 8 trang, cô vừa viết vừa khóc. Khi được phóng viên phỏng vấn, cô đều để lại những giọt nước mắt hối hận. Trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, Ngà Hoàng trong trạng thái không tồi. Mấy hôm nay tôi đều đọc sách, suy nghĩ rất nhiều, tôi xấu hổ với mọi người, tôi yêu thương mẹ. Người nhà tôi đều đối với tôi thật lòng, vậy mà tôi lại xin lỗi các chị em tôi bị bắt, mọi gánh nặng đều giao lại cho họ. Tôi cũng xin lỗi đến gia đình người bị hại, bây giờ họ là người đau khổ nhất, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến họ. Tôi biết đã chậm, nhưng tôi mong ngày kết án sớm một chút. Toàn bộ quá trình phỏng vấn, Ngà Hoàng đều nắm chặt tay. Mấy ngày hôm nay, các quản giáo đều đối với Ngà Hoàng rất đặc biệt, ai cũng đem đồ ăn ngon đến cho cô, ngay cả tắm cũng có người trợ giúp. Có quản giáo lén mua cho cô quần áo giày dép mới. Cô tâm sự, có người nói có muốn ăn gì không, có muốn gặp người nhà không. Ngà Hoàng không bỏ được việc lo lắng cho người nhà. Trong 3 năm chờ thi hành án, cô không được gặp người nhà. Cô lo lắng con trai có lớn chút nào không? Mẹ đã gần 80 tuổi, có khỏe không? Người nhà có khó khăn không? Ngà Hoàng vừa nói, vừa làm đồ thủ công. Cô luôn mang theo sự tiếc nuối. Tôi rất nhớ con, cũng muốn gặp các chị em và mẹ tôi.
tôi sợ bà không chịu được, bà gặp tôi là tức giận. Nếu mẹ đồng ý, tôi rất muốn gặp bà. Nhắc đến con trai và mẹ, Ngà Hoàng vẫn mỉm cười, nhưng mắt cô đã đỏ hoe. Thật ra, nếu không phải là lần cuối cùng, thì tôi cũng không có mặt mũi gặp họ. Hôm mở phiên tòa xét xử, tôi đứng chỗ bị cáo. Mọi người đều đến, ánh mắt họ đều nhìn tôi, nhưng tôi lại không đủ dũng khí nhìn họ. Ngà Hoàng đang tập thể dục nói. Ngày 11 tháng 7, vào lúc 10 giờ 30, chị em cô đều đến. Người nhà đưa cho cô quần áo giày dép mới. Tiếc nuối duy nhất của cô là con gái không thể đến. Bởi vì người nhà cô vẫn giấu giếm con gái cô suốt 3 năm. Cuối cùng, cô cũng được gặp người nhà. Qua song sắt, người nhà cô đều đứng đợi. Ngà Hoàng cố gắng mỉm cười thoải mái với người nhà. Tâm nguyện được thực hiện nên cô nói chuyện vô cùng vui vẻ. Em gái cô cho biết con gái cô đã giành giải nhất trong cuộc thi lần này. Cô dặn em gái mình rằng con gái chị nhờ em chăm sóc, không nên ép nó học quá nhiều để con bé lúc nào cũng vui vẻ. Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Em gái cô khóc và nói, chị yên tâm, em sẽ coi cháu như con em, sau này cháu sẽ là con em. Đối mặt với sự lưu luyến không rời, các quản giáo mặt mũi đỏ bừng, một nữ quản giáo đã cúi đầu lau nước mắt. Bình thường, phạm nhân chuẩn bị thi hành án sẽ được gặp bạn bè người thân 15 phút, nhưng trong hoàn cảnh này, nhân viên trại giam cũng không can thiệp mà kéo dài thời gian gặp mặt. Qua song sắt, chị em Ngà Hoàng bắt đầu nắm lấy tay nhau, họ đã khóc không thành tiếng. Sau một phút cuối cùng, Ngà Hoàng bị đưa đi, toàn bộ cuộc gặp kéo dài 24 phút. Cô giao một phong thư dài 8 trang cho người nhà, bên trong viết những ý nghĩ của cô về mẹ, về con gái, về chị em, anh rể, các cháu. Tuy vội vàng, nhưng cô không còn gì luyến tiếc. Ở một vụ án khác, một nữ tử tù xinh đẹp nhưng dù bị bắn, nữ tử tù vẫn quyết không khai ra thủ phạm, đứng sau, đó là người bạn trai của mình. Cô được mệnh danh là nữ tử tù si tình nhất từ trước đến nay. Tào Dinh là một cô gái xinh đẹp nổi tiếng khắp vùng Vân Nam Trung Quốc. 20 tuổi, dù còn khá trẻ lại xinh đẹp quyến rũ, với khuôn mặt thanh tú, nước da trắng và dáng người như người mẫu. Nhưng với lối sống lầm lỗi, Tào Dinh đã phải sớm từ biệt cuộc đời dưới sự trừng trị của đạo đức pháp luật, đồng thời biến mình trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người phụ nữ có mức thu nhập cao nhất nhận án tử khi tuổi mới chỉ có 20. Sinh năm 1971, Tào Dinh cũng có một cuộc sống gia đình như bao người khác. Tuy nhiên, cuộc sống đó sớm phải kết thúc vì những mâu thuẫn cãi vã giữa bố mẹ của cô. Gia đình tan vỡ, Tào Dinh đã được chị gái và người anh rể nuôi nấng. Tào Dinh được cho đi học đầy đủ và đàng hoàng. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp cấp trung học, Tào Dinh đã trượt đại học. Chọn ngã rẽ khác, cô gái trẻ tuổi này đã xin làm thêm tại một salon tóc để kiếm tiền. Sau khi tìm được việc làm, tôi đã nghĩ từ đây thì cuộc sống của mình có thể ổn định, Tào Dinh cho biết. Thế nhưng, ngã rẽ này đã dẫn cô vào hàng loạt lầm lỗi, càng đi càng sai, càng lấn thì càng sâu và để rồi không còn đường quay trở lại. Ngã rẽ đó bị bẻ ngoặt bắt đầu từ khi Tào Dinh gặp Lưu, một người đàn ông hơn cô vài tuổi, tại chính salon tóc mà cô làm việc. Khi đó, Lưu đang là tội phạm, đang tìm cách chạy trốn, nhưng Dinh không hề biết và chớ trêu thay, người đàn ông này sau đó đã trở thành bạn trai của cô gái trẻ mới vào đời. Thời gian quen biết Lưu, Dinh đã bị Lưu dụ dỗ bởi những lời đường mật về một tương lai sáng lạn. Và tất nhiên, một cô gái trẻ 20 tuổi còn chưa đủ những kỹ năng xã hội cơ bản và cần thiết đã bị xa lưới của một kẻ đã rát mặt đời. Lưu nói rằng anh ta đang nắm rất nhiều thuốc, tức là ma túy trong tay và thứ này có thể đè ra tiền một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, hắn cần người giúp vận chuyển số thuốc này. Nhẹ dạ cả tin, Dinh đã gật đầu đồng ý tham gia cùng Lưu trong chuyến làm ăn này. Trước khi hành động, Lưu đã giao ước và thề non hẹn biển với Dinh rằng nếu một trong hai bị bắt, sẽ không phản bội mà khai ra người còn lại. Và cũng tất nhiên, tình yêu của một đứa con gái mới lớn, đủ lu mờ ý chí vốn đã non yếu. Dinh gật đầu. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Dinh bị bắt đầu tiên và sau đó là đến Lưu. Trước khi Lưu bị bắt, cảnh sát đã tiến hành thẩm tra Dinh để tìm ra đồng phạm. Lúc này, Dinh vẫn không hề hay biết như từ trước đến nay vẫn thế rằng người mà cô gọi là bạn trai của mình hóa ra lại là một tên tội phạm. Nghĩ đến những lời thề trước khi vận chuyển ma túy, Dinh đã kiên quyết không khai ra tên của Lưu. Chính điều này đã đẩy tội trạng của Dinh thêm nặng. Vào thời điểm đó, nếu Dinh chịu khai ra Lưu thì chắc chắn sẽ được hưởng khoan hồng của luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, cô gái trẻ nhất định không khai với lý do bảo vệ tình yêu của mình. Cảnh sát và tòa án cuối cùng đã phải ra phán quyết áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với Dinh, đó là xử tử. Vào ngày 26 tháng 10 năm 1991, một nhóm người đã được đưa ra hành pháp tại tỉnh Vân Nam Trung Quốc.
Nhóm người đó bao gồm phụ nữ và trong 5 phụ nữ đó có một cô gái trẻ tuổi tên là Dinh, vừa tròn 20 tuổi. Liu Jinfeng lại là một phận bạc khác. Cô gái chết trẻ 20 tuổi này sinh ra ở thành phố Yunchang, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Dù mới 20 tuổi, nhưng cuộc đời của Liu đã là một bể khổ. Sau khi bị lợi dụng tình dục bởi chính cha đẻ, bác và cả cha dượng từ bé, Liu bỏ nhà ra đi và phải gánh chịu nhiều lần bị cưỡng bức, thậm chí là phải phá thai. Sau rồi, cô còn bị bắt trong một đợt truy quét mại dâm và phải ngồi tù. Chưa dừng lại ở đó, sau khi trở về nhà từ nhà lao, Liu còn bị cha dượng bán cho một người quen tên là Hu. Cuộc đời cô lại dấn vào bể khổ. Liu bị Hu đánh đập lăng mạ, hành hạ ngày này qua ngày khác và cứ mỗi khi muốn bỏ trốn, Liu lại bị bắt lại và bị đánh đập dã man. Liu bị trói bằng sợi xích nặng tới 5kg và bị quất bằng roi da. Thậm chí, Liu còn tiếp tục bị người họ hàng của Hu cưỡng hiếp nhiều lần, khiến cô mang thai. Khi biết điều này, Hu đã giết chết đứa con và tra tấn Liu đến gần chết. Quá uất ức, Liu đã dùng liềm chém chết Hu và đốt xác. Phút nóng giận đã khiến người phụ nữ bạc mệnh phải trả giá. Song Đan, một cô gái vô cùng quyến rũ khác đến từ vùng Nam Dương của tỉnh Giang Tây Trung Quốc, sống trong một gia đình trung niên và không quá thiếu thốn, nhưng lại vấp phải sự xâm hại tình dục từ chính giáo viên và người bác của mình. Vẻ đẹp của Song đã khiến những tên háo sắc lợi dụng cô không thương tiếc, để lại trong lòng cô những vết thương không thể xóa mờ. Cùng với đó là cách giáo dục đòn roi và chửi rủa của người cha, Song đã trở thành một cô gái lầm lì và thù hận. Song trở nên bó mình, sống thu hẹp, cô nghiện game và chat online, lang thang trên các trang mạng, dùng thuốc lá rượu bia và tụ tập thâu đêm suốt sáng. Chính sự hận thù và buông thả trong lòng Song đã dẫn đến hành vi phạm tội của Song. Cô đã bắt cóc, tra tấn và giết hại chính người bạn trai của mình. Hành động quá thiếu tính người của một cô gái còn quá trẻ đã phải trả giá thích đáng bằng mạng sống. Tên Xuê là một cô gái 19 tuổi xinh đẹp và giàu mộng mơ đến từ Hà Nam, Trung Quốc. Dù sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, nhưng số phận của Đan Xuê thì thật trớ trêu khi rơi vào một gia đình nghèo khó. Người anh của Đan Xuê có quan hệ với con gái lớn của một gia đình chủ mỏ có tên là Đinh và bị phản đối từ toàn bộ gia đình Đinh. Sau cùng, anh đã bị gia đình ông chủ mỏ làm cho lặn không sủi tăm. Cuộc sống của Đan Xuê cũng trở nên tồi tệ khi vừa ra trường đã bị người yêu bỏ vì chót mang thai. Thất nghiệp lại bị tình yêu lừa dối, cuộc sống của cô càng trở nên bế tắc. Bi kịch hơn, cô đã phải bán thân mình cho chính chủ mỏ Đinh với hy vọng có một công việc tốt. Tuy nhiên, Đinh cũng chỉ cho Gen làm công việc tạp vụ. Sau cùng, vụ việc làm tràn ly chính là việc Đinh yêu cầu Gen trao thân cho trưởng nhóm kiểm tra thuế để tên này không truy cứu về những sai sót thuế của Đinh. Sau khi ép buộc, Đinh không những không thưởng mà còn tiếp tục bắt cô phục vụ ở vị trí tạp vụ người hầu. Quá uất ức, Gen đã lập mưu và giết chết người con gái của Đinh, một tội ác khiến cô phải trả giá bằng mạng sống. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 55 tuổi, ngụ quận 4, thành phố Hồ Chí Minh về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Thị Mai Thuy, 26 tuổi, quê Bến Tre, cũng bị tuyên y án chung thân cùng tội danh. Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh. Riêng bị cáo Đinh Thị Mai Thuy đang nuôi hai con nhỏ nên chỉ bị tuyên án chung thân. Sau phiên tòa này, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan, bị cáo Thuy kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù kháng cáo nhưng hai bị cáo không đưa được tình tiết mới. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh trình bày, nếu bị tòa tuyên y án tử hình thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học. Tương tự, Thuy cũng xin được thi hành án sớm nếu bị tuyên y án vì thời gian tạm giam đã quá lâu. Theo án sơ thẩm, sáng ngày 27 tháng 10 năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Thanh vận chuyển 3kg heroin. Thanh khai vận chuyển thuê cho Đinh Thị Mai Thuy với tiền công là 250 đô la Mỹ. Thuy bị cảnh sát bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cô gái 26 tuổi khai sống tại Campuchia, quen với bà Thanh khi bà qua du lịch. Theo lời Thuy, cô quen một người tên là Smith King, không rõ lai lịch. Người này nhờ cô chuyển các túi đồ qua biên giới với tiền công hậu hĩnh. Thuy không trực tiếp làm mà thuê người làm để hưởng tiền chênh lệch. Sáng ngày 27 tháng 10, Thanh ra bến xe miền Đông nhận hàng từ một phụ nữ không rõ lai lịch. Vừa mua vé xe đi Phnom Penh, Campuchia thì bị công an bắt giữ. Ở vụ án khác, Nguyễn Thị Giang, 45 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
bố mất sớm, mẹ Giang thay chồng nuôi 6 con khôn lớn. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, là chị cả nên học chưa hết lớp 5. Giang nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm sống. Khi đến tuổi trưởng thành, nghe theo đám bạn, Giang quyết định vượt biên sang Trung Quốc tìm cơ hội đổi đời. Song thực chất, các đối tượng lừa bán Giang vào nhà thổ rồi làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau gần 20 năm sống ở nơi đất khách, Giang nhớ gia đình, nhớ quê hương, tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Đầu năm 2013, Giang bỏ chồng cùng hai người con trở về địa phương trong niềm vui tột cùng của gia đình. Từ một cô gái hiền lành chân chất, Giang trở nên dạn dĩ, lì lợm hơn. Quá uất ức với những kẻ đẩy Giang vào đường cùng, thị nung nấu ý định trả thù đời, đe dọa người khác. Số phận đưa đẩy, Nguyễn Thị Giang đã gặp Đào Viết Mừng, 47 tuổi, trú tại Cầu Đông, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng, rồi bị cuốn vào những chuyến buôn hàng trắng với ông trùm ma túy đất cảng. Mừng thấy Giang nói thành thạo tiếng Trung nên đã sử dụng chính người tình làm phiên dịch cho các cuộc làm ăn giao dịch với đối tác người Trung Quốc. Việc giao dịch hàng trắng giữa Mừng với đối tượng tên là Luân ở Trung Quốc do Giang đứng giữa phiên dịch thu xếp. Sau đó, toàn bộ số hàng trắng được xé lẻ, cung cấp cho đối tượng nghiện, các quán bar, vũ trường, v.v. Thế nhưng, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn, ngày 27 tháng 3 năm 2014, Đào Viết Mừng lên khu vực Tây Bắc lấy hàng trắng về tiêu thụ. Trên đường quay về đến địa phận xóm Trọng, xã Phong Phú, Tân Lạc thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 bánh heroin phía trong xe. Ngay sau khi người chồng hờ bị bắt, Giang tiếp tục thay người tình cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Thế rồi không lâu sau đó, nữ quái này xa lưới pháp luật. Với nữ tử tù Nguyễn Thị Lợi, 61 tuổi ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, đáng ra ở tuổi ấy, thị phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình. Chỉ vì hám lời, thị sa chân ngập sâu vào con đường buôn bán cái chết trắng, để rồi nhận kết cục đáng buồn. Sau khi chồng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, Lợi không thay chồng nuôi dạy ba con đang tuổi lớn, thị bước tiếp với xe đổ của chồng. Trong đó có người đàn ông người Mông tên là Báo, ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, vốn là chỗ làm ăn với chồng Lợi trước khi bị bắt. Ngày 1 tháng 12 năm 2011, Lợi cùng người cháu ruột là Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, mang 2,9 tỷ đồng lên huyện Mộc Châu mua 20 bánh heroin. Trên đường về đến địa phận xóm Bảm, xã Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình, hai cô cháu đã bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Cao Phong phát hiện. Thấy sự việc bại lộ, Lợi thúc giục người cháu tăng tốc bỏ chạy qua trạm kiểm soát giao thông, đồng thời chống đối quyết liệt khi bị truy bắt. Thế nhưng, cả hai đã bị bắt cùng tang vật là 20 bánh heroin. Mặc dù biết trước kết cục của mình, song hôm bị tuyên án tử, lúc áp giải về trại giam, Lợi vẫn chưa hoàn hồn. Thị chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc nhìn ra khoảng không mịt mùng qua khe cửa buồng giam, suy nghĩ miên man. Ngày ngủ đêm thức, thoát vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể của thị suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Đã có lúc, thị định phó thác cho số phận, nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên, sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm xuống chung thân sẽ có ngày về, thị cũng an lòng phần nào. Không dưới một lần, Lợi đề xuất được viết thư gửi các cấp có thẩm quyền xin chết, bởi càng sống ngày nào, thị phải chịu sự giày vò đeo đẳng, bám giết tâm can ngày đó. Còn Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1974 ở Cao Lộc, Lạng Sơn. Theo tài liệu cơ quan chức năng, vào những năm 2000 cho đến trước khi bị bắt là tháng 4 năm 2012, nữ quái Nguyễn Thị Huệ được ví von như một bông hồng lửa bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Dân chơi Lạng Sơn luôn thấy Huệ xuất hiện với chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu cũng khiến cánh mày râu phải ngoái đầu nhìn ngắm. Vốn bản tính giang hồ va chạm nhiều với giới anh chị vùng biên, Huệ trở nên dạn dĩ trong xã hội và biết đến ma túy khá sớm. Khi vừa bước vào tuổi 26, Huệ đã đi buôn ma túy và bị công an tỉnh Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, thị ra đầu thú, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, vốn là một người phụ nữ tháo vát, lại có quan hệ rộng, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Huệ đã khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu vùng biên. Huệ đứng ra cai toàn bộ số cửu vạn với hàng trăm người làm nghề khuân vác hàng ở cửa khẩu, đồng thời thâu tóm việc đăng ký thủ tục thông quan cho các phương tiện xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại. Huệ có riêng một bàn làm việc và khu vực đỗ xe tại cửa khẩu Tân Thanh. Có điều, ít ai ngờ bên trong vỏ bọc của nữ cai quản xuất nhập khẩu, Nguyễn Thị Huệ lại là một đầu mối vận chuyển ma túy lớn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian dài, Huệ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển heroin sang Trung Quốc, bán và đưa ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam.
Mặc dù hồ sơ tài liệu về hoạt động buôn bán heroin của nữ quái Nguyễn Thị Huệ đã nằm trong tay các chiến sĩ trinh sát, nhưng để bắt Huệ một cách an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân, cũng như các chiến sĩ trinh sát nghiệp vụ là cả một vấn đề khó khăn. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ có phần lớn thời gian sống ở cửa khẩu, giáp biên giới Việt Trung. Huệ có nhiều đàn em thuộc dạng cộng cán trong giới giang hồ. Một khi ba trùm của bọn chúng bị bắt, chúng có thể sẵn sàng chống trả quyết liệt để giải cứu và sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc. Do đó, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng phối hợp của Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã quyết định sử dụng kế điệu hồ Ly Sơn là điều đối tượng ra khỏi khu vực cửa khẩu 500m và bí mật bắt giữ. Cùng lúc, một tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di biến động tại nhà riêng của Nguyễn Thị Huệ. Khi phát hiện có đối tượng đưa két sắt từ trong nhà đối tượng đi tẩu tán, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ kiểm tra, xác định bên trong két có hơn 1 tỷ đồng, một số ma túy mẫu. Một mũi trinh sát khác phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy Bộ Công an khám nơi ở của một đối tượng tại thành phố Bắc Giang đã thu 80.000 viên ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Huệ gửi. Quá trình điều tra, Huệ khai mỗi bánh heroin vận chuyển qua biên giới, Huệ được hưởng 5 triệu đồng, có chuyến chuyển hàng trăm bánh. Theo chiều ngược lại, đối tượng chuyển ma túy tổng hợp vào trong nước để bán. Tổng cộng, đến khi bị bắt, Huệ tham gia vận chuyển mua bán 196 bánh heroin, hơn 7.200 gram ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ là một trong những chùm ma túy trong chuyên án 006N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập, hiện chuyên án đã kết thúc. Tại hội nghị đánh giá về chuyên án, các đại biểu khẳng định 006N là chuyên án điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn quốc bởi có số đối tượng tham gia và bị bắt giữ xử lý lớn nhất từ trước đến nay diễn ra trên địa bàn rộng là 16 tỉnh thành phố, đòi hỏi tinh thần hợp đồng chiến đấu cao của công an các đơn vị địa phương, thời gian dài hoạt động của đối tượng và đấu tranh của cơ quan công an. Sau khi kết thúc chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số bị can này thuộc 5 đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào, Việt Nam, Trung Quốc. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình với 30 bị cáo, 13 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam. Ngày 14 tháng 1 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, 42 tuổi tại Tiền Giang về các tội giết người và cướp tài sản. Hồi tháng 9, vụ án từng được đưa ra xét xử phúc thẩm nhưng buộc phải hoãn để làm rõ một số lời khai của bị cáo. Bị cáo Thúy cho rằng mình chỉ ra tay sát hại một nạn nhân, người còn lại thì bị cáo không biết. Mặt khác, bị cáo Thúy cho rằng thuốc độc cyanua là do người khác đưa cho. Trước đó, bị cáo Thúy bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyên phạt mức án tử hình về hai tội danh như trên. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo Thúy phải bồi thường mai táng phí và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân là 600 triệu đồng. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Thúy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì lòng tham nên bị cáo đã thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn thực hiện liên tục hai vụ án trên cùng một địa phương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo từng bị phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng chỉ trong thời gian ngắn lại tái phạm, dùng chất độc giết hai người để cướp tài sản một cách táo bạo liều lĩnh, sợ bị phát hiện. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo giáo dục. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Thúy. Hồ sơ vụ án xác định khoảng 14 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2017, Thúy đi bán vé số thì gặp đồng nghiệp là anh Lê Văn Hùng, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình nói chuyện, Thúy thấy anh Hùng có đeo nhiều nhẫn vàng. Cùng thời điểm, Thúy bị chủ nợ thúc ép trả tiền nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số vàng này của anh Hùng. Để thực hiện ý định, Thúy đến điểm bán vật tư nông nghiệp và thuốc trừ sâu mua bịch chất cyanua với giá là 20.000 đồng. Đến chiều tối cùng ngày, Thúy mang theo chất độc rồi mượn xe máy đi tìm anh Hùng. Khi đến khu vực chợ Tân Hòa ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Thúy thấy anh Thúy đang bán vé số thì liền rủ nhau tìm nơi vắng vẻ để tâm sự. Trên đường đi, Thúy ghé vào quán nước mua hai ly cà phê đá rồi tiếp tục chở anh Hùng đến khu đất trống ở thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông. Sau khi quan hệ tình dục, Thúy lợi dụng lúc anh Hùng không để ý, bỏ chất độc vào ly cà phê và đưa cho anh này uống. Khoảng 15 phút sau, anh Hùng thấm thuốc độc, nằm cục xuống đất. Lúc này, Thúy lột lấy 3 nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Số vàng cướp được, Thúy bán được 15 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến khuya cùng ngày, người dân địa phương phát hiện anh Hát gục chết trên bãi đất trống nên trình báo cơ quan chức năng. Xác định đây là vụ án mạng nên cơ quan điều tra công an tỉnh Tiền Giang đã khoanh vùng và truy tìm hung thủ. Khi tung tích của Thúy chưa bị phát hiện, thì vào ngày 21 tháng 4 năm 2017, công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục nhận được thông tin về cái chết của ông Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1968 cùng huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, trong chòi tại một quán cà phê sân vườn trên địa bàn. Vào cuộc điều tra, sau 2 ngày khoanh vùng đối tượng gây án, công an tỉnh Tiền Giang xác định Thúy là nghi can số 1 nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thúy ban đầu không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng bằng các chứng cứ mà cơ quan điều tra đã có trong tay, Thúy đã phải thừa nhận hành vi của mình. Theo lời khai của Thúy, do bị các chủ nợ đòi tiền và đang lo lắng vì chưa kiếm được tiền trả nợ, lúc này Thúy được ông Tính rủ đi vui vẻ. Cô ta biết người đàn ông này có tiền và đeo nhiều vàng nên nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Cả hai thống nhất gặp nhau tại quán cà phê sân vườn kể trên. Trên đường đến điểm hẹn, Thúy ghé vào điểm bán vật tư nông nghiệp thuốc trừ sâu, mua một bịch thuốc cyanua bỏ vào túi áo. Sau khi quan hệ xong, Thúy dụ ông Tính vào quầy mua dùm một chai nước. Lợi dụng lúc ông này đi gọi nước uống, Thúy bỏ chất độc vào ly cà phê. Được một lúc uống cà phê, nạn nhân bị ngấm chất độc nên cơ mệt và nằm gục trên võng. Thế vậy, Thúy lột lấy 2 chiếc nhẫn vàng và một sợi dây chuyền trên người ông ta rồi tẩu thoát. Sau đó, chủ quán cà phê ra dọn dẹp thì phát hiện ông Tính nằm chết nên trình báo công an. Về phần Thúy, đem bán vàng của nạn nhân được hơn 30 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Theo hồ sơ từ công an, Thúy từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại thời điểm gây án liên tiếp, Thúy chưa được xóa án tích. Chỉ trong một thời gian ngắn, quái nữ miền Tây đã ra tay sát hại 2 người đàn ông sau phút mặn nồng ân ái. Tử hình là bản án thích đáng dành cho nữ tử tù với những tội ác mà đối tượng đã gây ra. Ở một vụ việc khác, bị người đồng tính chia tay, Hồ Thị Bích Phượng mang theo 4 con dao đến nhà cô này để níu kéo. Bị ngăn cản, Phượng điên cuồng đâm nhiều nhát dao sát hại cha người tình. Hồ Thị Bích Phượng là con đầu trong một gia đình có 3 người con ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Lớn lên, mặc cảm vì giới tính thứ 3 nên cô ta nghỉ từ năm lớp 11 rồi đi học nghề may. Năm 2004, Phượng quen biết với chị Phạm Thị Giang khi hai người học chung ở lớp thiết kế thời trang. Mặc dù biết chị Giang đã có gia đình và con nhỏ, nhưng Phượng vẫn thầm yêu trộm nhớ và tìm cách tán tỉnh. Cô ta thường xuyên đến nhà Giang chơi, cùng chị đi chợ nấu ăn, đưa đón con đi học. Cảm mến trước tình cảm chân thành đó, đến năm 2007, chị Giang gật đầu đồng ý mối tình đồng giới. Từ đó, quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn. Đến năm 2011, gia đình Giang phát hiện chuyện tình ngang trái nên cấm chị không được qua lại với Phượng. Nghe lời người thân, chị lánh mặt người tình. Nhiều lần tìm cách nối lại tình cảm nhưng bất thành, khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 7 năm 2011, Phượng đón xe ôm đến nhà người tình ở phường Tân Quy, quận 7 để nói chuyện. Khi đi, cô ta mang theo 3 con dao Thái Lan và một dao phay với mục đích nếu chị Giang không chịu nối lại tình xưa thì sẽ tự sát. Đến nơi, Phượng ngồi đối diện trước cổng nhà. Trong lúc chờ đợi, cô ta nhặt thêm một cây sắt ở đống phế liệu bên đường, giấu vào người. Khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, nhìn thấy cha của chị Giang là ông Phạm Văn Năm ra mở cửa, Phượng liền chạy đến xin gặp người tình. Vốn không đồng ý mối quan hệ này, lại thấy cô ta cầm cây gậy sắt, ông Năm liền truy hô và đánh vào vai trái và sau gáy, làm rơi kính cận của Phượng đang đeo. Người này giật lại cây sắt và đánh vào đầu ông Năm. Trong lúc vật lộn, cô gái rút dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người ông khiến nạn nhân gục xuống. Khi nghe tiếng kêu cứu, chị Giang chạy ra đè Phượng xuống đất nhưng bị người tình đâm nhiều nhát vào người. Chồng chị Giang là anh Đinh Văn Kiệt hô hoán kêu cứu mọi người. Lúc này, anh Phạm Ngọc Thanh đang uống cà phê gần đó chạy vào đá con dao mà hung thủ đang cầm trên tay rồi khống chế. Hai nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Năm đã tử vong, còn chị Giang thì bị thương 17%. Tại phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phượng tử hình về tội giết người. Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ án. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 4, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với người này. Ở một vụ việc ám ảnh khác, người ta thường tìm đến chùa như một sự bình yên thanh tịnh. Thế nhưng một người phụ nữ giả vờ xin vào chùa tu rồi giết ni sư cướp tài sản đã gây chấn động dư luận. Ngày 5 tháng 8 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Loan, sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, mức án tử hình về tội giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản,
mức hình phạt mà bị cáo phải thi hành là tử hình. Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Loan đã vay mượn tiền tiêu xài nhưng không có khả năng trả nợ. Loan biết ni sư Hải Hiếu, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sống một mình và tu tập tại nhà cùng xóm với Loan nên nảy sinh ý định giết ni sư Hải Hiếu, hòng cướp tài sản. Tối ngày 1 tháng 8 năm 2018, Loan đến nhà giả vờ xin ni sư Hải Hiếu làm lễ xuống tóc đi tu. Tin lời hàng xóm, ni sư hẹn Loan 4 giờ sáng hôm sau quay lại làm lễ. Đến hẹn, Loan mang theo một con dao Thái Lan sang nhà ni sư Hải Hiếu. Vào trong nhà, ni sư dẫn Loan vào nhà tắm để rửa mặt. Lợi dụng lúc chủ nhà mở vòi nước trong nhà tắm, Loan cầm dao đâm liên tiếp vào đối phương. Hậu quả là nạn nhân tử vong tại chỗ, kẻ thù ác xây sát nhẹ sau trận giằng co. Sau khi gây án mạng, Loan lục tìm tất cả các ngóc ngách trong nhà, lấy đi 70 triệu đồng, 3 sổ tiết kiệm, điện thoại và xe máy. Loan chạy xe máy đến gần công viên Phú Lâm vứt dao gây án. Sau đó Loan chạy về nhà dì ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, gửi xe máy vừa cướp từ nhà ni sư Hải Hiếu và đốt 3 cuốn sổ tiết kiệm rồi đem tiền đi trả nợ và trốn về thành phố Vĩnh Long. Đến ngày 23 tháng 8 năm 2018, công an phát hiện ra nơi hung thủ đâm chết ni sư Hải Hiếu ẩn nấp. Thấy công an mới lên làm việc, Loan uống thuốc trừ sâu, toàn tự sát nhưng không thành. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Loan là thủ phạm trong vụ án giết người cướp tài sản xảy ra trong nhà ni sư Hải Hiếu. Số tài sản Loan cướp đi có giá trị gần 100 triệu đồng. Dù mang thân hình người phụ nữ mảnh mai, thế nhưng những nữ tử tù lại gây ra những hành vi phạm tội khó lòng dung thứ, để rồi nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật mới chợt bừng tỉnh, thì mọi chuyện đã quá đỗi muộn màng. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.